Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chuối diêm đường đơn giản. Nguyên liệu của mình gồm có chuối đây các bạn ạ. Mình chọn những quả chuối chưa chín hẳn các bạn ạ. Chuối nhà mình hơi xấu mã nhưng mà chuối này ăn rất ngon các bạn ạ. Đây ở mình quê mình gọi đây là chuối lá, chuối tây đấy chứ không phải là chuối tiêu đâu các bạn ạ. Và các bạn chuẩn bị cho mình nâng bát con nước nhé, và 100g đường này, một ít vừng này, và 2 thìa nước cốt chanh này. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế chuối trước các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một âu nước nhé, và mình sẽ cắt chuối để mình cho vào âu nước đi. Mình cắt chuối cho vào âu nước ấy, thì để cho chuối của mình không bị thâm đấy. Không có, mình mà để ở ngoài là chuối rất nhanh bị thâm các bạn ạ. Mình bỏ hết cả những cái này đi. Chuối này bình thường mình ăn cũng ngọt rồi các bạn ạ, nhưng hôm nay mình muốn ăn theo thay đổi khẩu vị cho nên là mình làm chuối diêm đường. Đây là chuối đồng, chuối quê, không phải là chuối nai các bạn ạ. Sau khi cắt chuối xong như này rồi nhé, các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước để mình luộc chuối nhé. Nồi nước nóng để lên bếp để mình luộc chuối đi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đem chuối đi để luộc nhé. Đây mình đã cắt xong chuối đây các bạn. Các bạn vớt ra để mình đem đi luộc. Khi nước chuẩn bị sủi này, các bạn cho mình vài hạt muối vào nhé. Mình sẽ hòa tan muối để cho chuối vào các bạn ạ. Như này nước sủi mình sẽ cho chuối vào các bạn. Mình đun chuối trong nước này khoảng độ sủi mình đun độ 5 phút các bạn nhé. Mình chỉ cần đun 5 phút thôi các bạn ạ, mình không cần đun nhiều đâu. Mình đậy vung lại cho nó sủi. Khi được 5 phút thì bây giờ các bạn vớt chuối ra cho mình nhé. Để mình sẽ tắt bếp và mình vớt chuối ra. Các bạn cho chảo lên bếp và đổ cho mình nửa bát con nước này vào nhé. Mình đun để cho sủi nước rồi mình cho đường vào. Khi cho nó sủi nước thì mình cho đường vào để mình hòa tan lên này được rồi các bạn. Mình sẽ cho 100g đường vào. Các bạn đun cho đường này nó chảy tan ra nhé.
Để cho đường nó không bị đấy lại thì mình sẽ cho 2 thìa cốt chanh vào các bạn. Không bị đông lại, mình sẽ cho 2 thìa cốt chanh vào thôi. Khi tan hỗn hợp này với nhau, đường, nước cốt chanh và nước, mình sẽ cho chuối vào để mình nêm các bạn. Các bạn cho chuối vào để mình nêm. Nêm chuối cho mình đến khi nào nó có màu vàng đẹp nhé. Và chuối của mình các bạn phải rim trong vòng 30 phút thì mới chín được. Các bạn lật chuối lên cho mình để cho nó đều. Đây, bắt đầu chuối của mình ngả màu đẹp rồi đấy các bạn này. Các bạn cứ rim thêm cho mình nhé, để cho nó khi đường nó sánh lại đỏ với chuối thì là mình sẽ được. Mình thử đũa, đường rất ngon đó các bạn ạ. Chua chua ngọt ngọt, rất thanh mát. Bây giờ mình sẽ cho nhỏ với nửa, mình sẽ đun với nửa vừa. Thì về sau này nó đang khô lại rồi các bạn ạ. Chua của mình gần được rồi đấy các bạn ạ. Các bạn cứ rim cho mình thêm một lúc nữa nhé. Thì các bạn, màu của mình rất đẹp rồi các bạn ạ. Chuối này là mình đã gần như là xong rồi đấy. Bây giờ mình có thể tắt bếp để mình cho ra đĩa mình dùng được rồi các bạn ạ. Rất ngon rồi. Bây giờ mình tắt bếp mình cho ra đĩa để dùng. Sau khi mình rim chuối xong, bây giờ mình sẽ cho chuối ra đĩa để mình dùng các bạn ạ. Chuối của mình rất ngon rồi. Với 7 quả chuối, 100g đường, các bạn có thể làm được món chuối rim và một ít nước, 2 thìa nước cốt chanh nữa các bạn ạ. Như thế này là mình xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ rước một ít vừng lên nhé, cho chuối nó ngon này. Vừng và mình sẽ dưới nước cốt của đường còn khi mình nấu. Đây mình dưới lên các bạn nhé. Rất ngon. Giờ mình thưởng thức các bạn. Đây mình sẽ ăn thử xem chuối của mình thế nào các bạn nhé. Rất ngon các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chuối đây. Các bạn thích có thể chia sẻ video giúp mình ẩm thực miền quê nhé. Chúc các bạn thành công với cách làm chuối rim đường. Các bạn hãy làm thử để mình ăn nhé, để mình thưởng thức các hương vị khác nhau của chuối.
Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé.